Nguyên Kha, Lê Vê La. Chào mừng các bạn đã cùng đến với Hành Trình Bình Phước. Wow, đã quá à. Đã không? Đã. Bên phải đây là nguyên một cánh rừng cao su luôn. Mát quá anh hả? Ừ. Bây giờ em có muốn hỏi anh chở em đi đâu không? Đúng rồi đó, đang định hỏi đó. Ồ, không biết hả? Không. Bây giờ mình sẽ đến với Hồ Suối Giai. Hồ Suối Giai. Vô trong đây mình sẽ hỏi người dân về tìm hiểu về cái Hồ Suối Giai này nha. Dạ. Mát quá, mát quá. Ý, có một người đàn ông phía đằng kia, em lại em hỏi thử đi. Hỏi thử. Anh chào chú. Bóng điên điển quá trời luôn. Ủa sao tôi giờ mặt quen vậy trời? Dạ, dạ, đây là diễn viên Lê Bê La này dạ, chú. Chào chú. Ôi, cái này anh thấy không? Cái màu bông điên điển với cái màu áo này. Trời ơi, thưa quý vị, nhìn vô không biết đâu là bông, đâu là áo luôn nha. Đó. Trời ơi, mùa này là mùa điên điển chú hả? Cái bông này chú bạn vô cho hái này. Coi gà. Hồi xưa tới giờ con chỉ tưởng ở miền Tây mới có bông điên điển thôi chứ. Trời này chú đem từ Đồng Tháp về đó. Phước cũng có thể. Hái đi. Chú đã đưa tới tận nơi rồi đó. Rồi. Này là mình trồng hả chú? Vậy cái này lâu? Mình đem học gì chứ mình trồng một năm thì có một mùa thôi. Dạ. Thường ở miền Tây thì nấu lẩu cá linh có trắng này thì mình nấu lẩu ăn trời cũng rất là ngon luôn hả chú hả? Chú anh Nguyên Khang bữa nay anh dụ dỗ con, anh nói con tới đây để đi vô tham quan Hồ Suối Giai. Đây là Hồ Suối Giai. Đây là Hồ Suối Giai hả chú? Đây là Hồ Suối Giai. Dạ. Mà tại sao gọi đây là Suối Giai mà không phải là một cái tên khác vậy chú? Chú tại ngày xưa là ở đây là nó có là một con suối đi ngang chừng khoảng 2 thước thôi. Rồi bắt đầu nhà nước năm 77 họ mới đắp ngang cái đập. Bắt đầu nước nó mới dâng lên. Vậy là cái hồ này có nhiều cá lắm chú hả? Đấy. Cá thì rất là nhiều. Dạ. Nói gì? Cá này rồi, nếu mà ở đây còn nhiều loại cá lắm mà chú, có cái gì chú? Ở đây thì nói chung các loại cá đồng là mình đây có hết nè, cá lóc, cá lăng, cá trê, các loại cá. Chú con hơi đường đột con hỏi tí, con thấy mấy con cá này nó ngon quá. Mà bây giờ tụi con có bông rồi, có cá rồi, giờ tụi con thì bây giờ lâu lâu rồi con lên đây đặc sản Suối Giai thì chú sẽ biếu cho con. Trời ơi, hay quá. Giờ đem qua nhà bếp cho nhà bếp bên du lịch Suối Giai. Mình cái khu du lịch đó. Con cứ đi qua bên đó là con được quyền thưởng thức cái món cá ở đập Suối Giai. Tới rồi. Hồ Suối Giai nằm trên địa phận xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Hồ được khởi công xây dựng vào năm 1978 và hoàn thành vào năm 1981 với diện tích mặt hồ 420 hectare. Xung quanh lòng hồ là những cánh rừng cao su của các nông trường và hợp tác xã. Làn nước trong xanh giữa khung cảnh thiên nhiên bát ngát như khu du lịch Suối Giai đủ sức mê hoặc bất kỳ ai. Cùng Nguyên Khang và Lê Bê La dạo một vòng nào. Đây các bạn có thể thấy lake picnic and camping, có nghĩa là đây là cái hồ để cắm trại và đi du lịch. Suối Giai chắc chắn ở đây có rất là nhiều tài tử giai nhân đó em. Đi kiếm coi có họ ở đây không. Em thấy hoa rồi đó. Anh đố em cái cây này cây gì? Đâu? Ba. Cây khế. Dạ. Đó là một đáp án chính xác. Đây các bạn ơi, cây chanh dây nha các bạn. Ôi. Trái đã quá à. Ôi trái bự lắm luôn các bạn ơi. Ôi, pha nước uống thôi là. Cái này chưa uống được đâu nha. Ô khô quéo quéo này mới uống được. Nhưng mà ý là nhìn hấp dẫn. Các bạn thấy chưa? Với một cái khung cảnh non nước hữu tình, cái gì vậy dữ vậy, đói lắm hả? Dạ. Cái gì mà đổ trầu dữ vậy? Từ từ anh chưa có nói cái gì hết mà em đổ rồi, khán giả đang trông đợi cuộc trò chuyện của chúng ta. Từ từ đã, Lê Bê La. Em xin lỗi, em thấy ăn lệm tương tước. Cái nết ăn uống quá. Cái nết nó kỳ lắm. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện với bạn này. Bạn này thưa quý vị quên mất tên gì hay gọi thân thuộc là Phèo. Em tên là gì? Em tên thiệt của em là Thuận. Thuận. Còn cái tên kia thì mọi người gọi riết từ nhỏ lớn mà em cũng không biết là lại có nữa. Từ từ em quen luôn. Thuận là người ở đâu em? Em ở Sài Gòn á chứ, em đâu có ở đây đâu. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Thế tại em lên đây lâu chưa? Em lên đây năm bao nhiêu tuổi? Em mới lên hồi đầu năm nay thôi. Em là năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em cũng là 20 mấy rồi, 27 tuổi rồi. 27 tuổi dạ. Mà thích chọn một cuộc sống yên tĩnh, thú điền viên. Ở đó đi làm thị trường mà anh, chạy vòng suốt ngoài đường á, không có về.
lúc nào cũng um sùm màu màu vậy á. Xong rồi hồi đầu năm cái em lên đây, hồi đó miếng đất này là lâu lắm rồi em không có lên. Cái bữa đó gia đình kêu lên thì em cũng lên chơi, cái thấy trên đây tự nhiên có nó lạ, nó không có sùm, nó không có như ở dưới. Sáng sớm nó im lắm cho nên em thấy cũng thích này kia, mới đầu cũng buồn á, nhưng mà thời gian thấy nó ổn á, nó im, rất là im. Thế là em lên đây quyết định là em quản lý luôn cái khu du lịch nghỉ dưỡng ở đây luôn hả? Dạ thì gia đình cũng thấy như em đó, họ cũng thấy yên tĩnh mát mẻ này kia, xong rồi họ mới làm. Em có thấy là người thành phố xuống đây nhiều không? Cũng nhiều lắm anh, đa số là người thành phố không à. Thành phố họ xuống đây họ thấy cái cảnh này là họ cũng có một phần ở giống như em vậy á. Nó vui vui, cũng yên tĩnh rồi này kia á. Nhiều khi sáng sớm rồi họ cũng ra họ ngắm này ngắm kia, họ thấy họ nhìn nhìn họ thấy họ. Ủa vậy chỗ em là có ở lại không? Có chỗ ở không? Dạ có chị. Anh có thấy có bắt cái con cá này nè. Thì cá này là cá gì vậy? Thuận. Cái này ở dân địa phương người ta gọi là cá hạt mít không à. Cá hạt mít. Nhưng mà nó nhiều loại lắm đó, nhưng mà mình biết tiêu tên nó là nó rất là nhiều loại. Nhưng mà đa số người ta kêu cá hạt mít. Nhưng mà cá này có nhiều xương không? Nó xương của nó không có cần nhiều, không nhiều không ít nữa. Tại vì mình ăn nó là chiên da, ăn nó là chiên giòn thôi à. Cho nên ăn chiên giòn ăn luôn cái xương luôn. Ngọt không em? Nó ngon. Thì mình thử đi anh. Rồi em làm đi, em cứ chừng. Em cứ cài nhấp hoài. Hồi nó văng lên dầu lên mặt tôi. Quý vị biết không? Là khi nhắc đến Bình Phước, người ta cứ nghĩ đến là chỉ có tiêu, điều, rồi cây cao su. Chứ có ai nghĩ là đến nơi này là mình sẽ có đi du lịch nghỉ dưỡng đâu. Mà cách thành phố đi chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi quý vị. Khi mà Nguyên Khang với lại Lebella đến đây, chúng tôi không nghĩ là Bình Phước lại phát triển đến như vậy đâu. Hồi nãy cái con đường mà Nguyên Khang đạp xe chở 49 này ký này trên đường thì chúng tôi mới cảm giác được không gian nó mát mẻ mà nó lãng mạn lắm. Rồi bây giờ ngay giữa bờ sông ngồi chiên cá quý vị thấy không? Nó lãng mạn dễ sợ. Cuộc sống nó yên bình của anh hả? Yên bình. Em có dự định là sẽ quay trở về lại thành phố Hồ Chí Minh sống không? Có thời gian ở đây em cũng có về rồi. Nhưng mà kiểu như quen cái nhịp sống á anh. Cũng hay ha quý vị. Đó cũng là một cái cách mà chúng tôi gọi là người trẻ lập nghiệp, nhưng mà lập nghiệp theo một cái cách hoàn toàn khác so với những người trẻ khác. Khi mà họ chọn những cái thành phố lớn, đông đúc, phồn hoa để mà khởi nghiệp. Còn chàng trai trẻ này thì sau khi mà đến với thành phố rồi thì muốn quay trở về để thú điền viên ha. Ủa Thuận, vậy cái hồ Suối Giai cái tên nó là sao vậy em? Có một lần đi chợ thì em nghe một cái người đó, người đó tên là bác Ba Phúc. Bác ở đây cũng lâu rồi. Thì bác nói hồi đó là bác nói hồi cái hồ Suối Giai á, là ở đây Giai thì gọi là Giai là giai nhân á. Bây giờ mình thử ăn cá nè. À, anh chỉ ăn rồi thấy ngọt lắm em. Tại vì tụi anh thường hay cá, tụi anh ăn cá là cá nuôi chứ không phải là cá sông. Cho nên là thường cá nuôi thì cái thịt của nó không có chắc và nó đôi khi có con ngọt, có con không ngọt. Nhưng mà cái cá này rất là tự nhiên luôn. Tụi anh ăn đây với một không gian này mình thấy tuyệt vời hơn đúng không? Vậy ở đây cái món này là món độc đáo, đặc sản đó em. Và còn một điều nữa là mấy anh chị biết ở dưới mình nó cái thùng phi, chỉ biết cái thùng phi nó cao cao để người ta đựng dầu nhớt á. Chứ lại có cái đũa, mà cái đũa em chiên cá như vậy, mà cái đũa chiên nó dài lắm. Dài lắm rồi. Đúng rồi đó, cái đũa chiên á, cái đũa bếp. Đố anh chị ở đây cái đũa bếp với lại cái thùng phi người ta làm cái gì? Anh nghĩ nó làm bẫy. Có thể làm bẫy liên quan đến bắt cá. Làm bẫy hả? Em nghĩ khác. Cái thùng phi á, khi em đóng nắp lại nó có thể nổi lên mặt nước á. Đúng rồi, người ta làm thành một cái xuồng mà thậm chí nó vừa nhỏ cho một người đi thôi à. Thậm chí họ chèo cho nên nó nhỏ quá đó. Thì không có cái chèo nào vừa đó, chỉ có cái đũa bếp của mình ở trong đó. Ủa vậy hả? Dễ thương. Giờ đó hiểu rồi, đó là lý do tại sao mà để giờ thằng bé không đưa ra đũa bếp để chiên cá. Là tại vì là nó đưa đó cho người ta chèo rồi. Rồi mất tuyệt rồi. Tuyệt vời, hèn chi nãy giờ văn quá, phỏng quá. Cảm ơn Thường rất là nhiều. Cảm ơn Thường, em đã đố tụi anh một câu đố rất là tinh tế, tuyệt vời. Chắc là đã đến lúc chúng ta phải đi đến với một địa điểm khác rồi nha. Thưa quý vị, chuyến hành trình này thật sự thú vị bởi vì chúng ta thấy Bình Phước không chỉ với những gì mà chúng ta đã biết trước đó về những cái đặc sản, mà chúng ta còn thấy sự đổi thay của Bình Phước từng ngày khi nơi đây đã trở thành một cái nơi giúp cho chúng ta cảm thấy nghỉ ngơi, thư giãn sau những ồn ào của một đô thị lớn. Lê Bê La, Nguyên Khang, Đào Hình Thuận, xin chào và hẹn gặp lại.